Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tin quốc tế số ngày 7 tháng 9 để cập nhật những thông tin nóng trên thế giới. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 10 giờ sáng trên báo Thanh Niên ở địa chỉ thanhniên.vn. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Tổng thống Trump ủng hộ đảng Dân Chủ trong thỏa thuận cứu trợ bão. Cận cảnh tâm siêu bão Ima. Biến đổi khí hậu có thể khiến giá rượu Pháp tăng cao. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận hiếm hoi với đảng Dân Chủ vào ngày 6 tháng 9, chấp thuận một gói cứu trợ bão trị giá nhiều tỷ đô la đi kèm với các biện pháp ngăn chặn đóng cửa chính phủ vì nợ. Nhiều nghị sĩ đang cố gắng nhanh chóng mở đường cho cứu trợ thiên tai trong bối cảnh hai bang Texas và Louisiana đang hồi phục sau cơn bão Harvey, cũng như Puerto Rico và Florida đang chuẩn bị hứng chịu một cơn bão khác. Nhưng những người theo phe bảo thủ không muốn ký vào bất cứ thứ gì làm tăng nợ công. Với 419 phiếu thuận và chỉ 3 phiếu chống, Hạ viện đã nhanh chóng thông qua gần 48 tỷ đô la Mỹ cứu trợ. Tuy nhiên, ngân sách trợ cấp thảm họa này chỉ bằng một phần nhỏ so với nhu cầu mà tổng cộng có khả năng lên đến 150 tỷ đô la. Nhưng đảng Dân Chủ nói rằng sự ủng hộ của họ có điều kiện và thuyết phục Tổng thống Trump kết hợp số tiền cứu trợ với các biện pháp tăng trần nợ và tăng ngân sách của chính phủ cho tới giữa tháng 12. Khi chấp thuận những điều kiện này, ông Trump đang chống lại các lãnh đạo đảng Cộng Hòa, những người muốn tăng trần nợ lên cao hơn để chắc chắn rằng Quốc hội sẽ không phải bỏ phiếu về vấn đề chính trị gai góc này thêm một lần nữa trước các cuộc bầu cử Quốc hội năm 2018. Thưa quý vị, các thợ săn bão của Cục Hải dương học và Khí quyển Quốc gia NOAA đã bay vào cơn bão Irma vào ngày 5 tháng 9. Cuộc hành trình đã được ghi lại bằng video cho thấy từng tầng mắt bão khổng lồ khi máy bay bay qua nó. Irma đã tàn phá các hòn đảo ở phía bắc biển Caribe và có khả năng mang theo một tổ hợp thảm họa với lũ lụt, gió quét và mưa lớn đổ bộ Florida vào cuối tuần này. Ima được dự báo sẽ trở thành cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ lục địa Mỹ chỉ trong vài tuần qua, nhưng hiện chưa xác định chắc chắn đường đi của bão. Trước đó, bão Harvey đã giết chết hơn 60 người và gây thiệt hại lên đến 180 tỷ đô la Mỹ sau khi quét qua Texas hồi cuối tháng 8. Trung tâm bão quốc gia NHC tại Miami cho biết hôm 6 tháng 9, mắt bão Ima, một cơn bão cấp 5 với sức gió 295 km một giờ, đã quét qua hòn đảo San Martin, phía đông Puerto Rico. Cấp 5 là cấp mạnh nhất. Đây là cơn bão lớn nhất ở Đại Tây Dương từng ghi nhận và dự kiến sẽ đổ bộ vào Florida vào ngày 9 tháng 9. Thưa quý vị, vụ thu hoạch hàng năm đang được tiến hành, nhưng các nhà sản xuất rượu ở khu vực Chablis nổi tiếng của Pháp đang lo lắng. Năng suất đã giảm 2 năm liên tiếp và các nhà sản xuất như Lauren Pinson của vườn nho Dolman Pinson cho rằng biến đổi khí hậu chính là nguyên do. Vào tháng 4, băng giá đã hủy hoại nhiều vườn nho ở Pháp. Nông dân đã phải cố gắng cứu lấy mùa màng bằng cách sử dụng nến và lò sưởi. Bộ Nông nghiệp Pháp ước tính sản lượng giảm 17% so với năm trước, chỉ đạt 977 triệu gallon so với 1,2 tỷ gallon năm ngoái, trong khi số người trồng cũng giảm 10%. Và với sự bất ổn về nhiệt độ ngày càng tăng, các chủ nhà máy sản xuất rượu nói rằng họ phải chú ý hơn. Chỉ với chênh lệch 10 độ trong một hoặc hai ngày đã có thể gây thêm căng thẳng cho cây nho. Louis Morrow của vườn nho Louis Morrow nói rằng những thay đổi cực đoan này đang trở thành thực tại mới. Và về lâu dài, điều đó có thể dẫn đến năng suất thấp hơn và rượu cũng trở nên đắt hơn. Thưa quý vị, đứng trước nhiều lời chỉ trích, hai ông lớn của ngành thời trang Pháp, Kering và LVMH, đã cam kết sẽ cấm những người mẫu siêu gầy. Hai hãng thời trang cam kết sẽ đảm bảo sức khỏe cho người mẫu và quy định mới này sẽ được ban hành trước tuần lễ thời trang Paris. Những chuyên gia thời trang lâu nay vẫn cho rằng trang phục mặc đẹp nhất trên người những người mẫu cao và không rõ giới tính. Nhưng những nhà phê bình cho rằng quan niệm này đang khuyến khích lối sống rối loạn ăn uống. Hai công ty thời trang khổng lồ này sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Christian Dior, Gucci, Givenchy, Yves Saint Laurent. Thưa quý vị, một tác phẩm nghệ thuật đường phố minh họa cuộc sống của những phụ nữ da đen truyền cảm hứng đang được thực hiện ở London. Nghệ sĩ đường phố người Anh với biệt danh Dref đang vẽ những bức tranh tường lớn thể hiện chân dung những người phụ nữ da đen mạnh mẽ khắp London.
Jeff hy vọng các bức chân dung nổi bật này sẽ chuyển tải được câu chuyện tích cực đến một nhóm dân số thường bị bỏ qua và ca ngợi những phụ nữ bình thường làm được những điều phi thường. Bản tin tin nhanh quốc tế xin được khép lại tại đây. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để cập nhật những thông tin mới nhất. Cẩm Tú xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.